nay nó đòi đi chơi này, nó đòi đi chơi mà mình không cho nó đi chơi, mà mình thấy nó nằm nó vẫn thấy thương chưa. Nay là nằm giận đó mọi người, đây là muốn giận á. Mặt nhìn cũng kháu khỉnh lắm mọi người. Đây, này là sạch sẽ nha, trên cái cổ nó đeo một cái chuông cho nó chạy, nó kêu nó lắc nó kêu mọi người. Nhìn nó cũng khá xinh đấy. Con này thì có tông màu vàng và có đen, chân thì hơi lùn nha, người thì cũng mập nha mọi người, mập á. Mình thấy gần quay cho xem. Nay đi mà nó đòi đi theo, đuổi nó vô nhà nó nằm thấy thương. Sẵn mình quay cái clip mình quay lên cho mọi người xem nha. Chó nó cũng có cảm xúc mọi người, nó cũng có cảm xúc như con người. Còn mấy con chó kia nó cũng khôn lắm, nói cái nó biết liền. Ví dụ mà có con nó sợ tắm á, mình nói chút nữa bắt nó đi tắm cái là chút nữa là chạy trốn mất tiêu luôn á. Cái này nó ở trên nền xi măng này nó dễ bị dơ. Đây, nó bị dơ. Đây, lại nằm mình ra ngủ nữa rồi. Cái này 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 xi măng mọi người, nó nằm lên dễ bị dơ nha. Mà bình thường mình nhốt hoài không được, phải thả nó ra cho nó đi đây đi đó. Còn mình nhốt nó hoài thì nó sẽ bị cúm giò nha. Kitty. Vậy coi. Hoài á. Để hồi cho đi chơi nè. Đúng không? Đấy đấy đấy. Đi chút nữa cho đi chơi. Chúng tôi ở đây bắt trong nhà nha. Thấy chưa? Nằm đây bắt trong nhà đó, mắc cười cái gì? Hả? Nghe đi chơi mừng mắc đuôi rồi mọi người. Đó, nghe nó chờ đi chơi mừng mắc đuôi rồi. Nè, chút đi chơi nha. Nha. Đó, nghe đi chơi là mừng vẫy đuôi. Thôi nằm ngủ chút đi, chút nữa tao cho đi. Bình thường á là cỡ này là biết giữ nhà hết rồi. Con này tầm cỡ 4-5 tháng tuổi, 4 tháng có rồi. Thôi hôm nay mình quay tới đây thôi. Mình sẽ đi công chuyện chút. Thì mình sẽ xin phép thúc like nha. Mọi người xem clip yêu mến bé già này cho bé già một like, ủng hộ kênh một like để kênh được phát triển tốt hơn nha mọi người. Rồi cuối video mình sẽ kết thúc. Chúc mọi người sức khỏe dồi dào nha. Rồi sự như ý, mình sẽ đi đây. Đi ra.